Nam Mô A Di Đà Phật. Cầu rằng ba đơn vị hàng trên của một cô thiện nhân, cầu rằng thứ ba đơn vị của một cô thiện nhân 55 tuổi sau khi đã hoàn thành. Cầu mong cho tất cả mọi người có nhiều sức khỏe, niềm vui, an lành, hạnh phúc trong cuộc sống. Nam Mô A Di Đà Phật. Tôi cùng chư thần vào yết kiến Đức Long Dương. Ngài vô cùng mừng rỡ, bèn cho sứ giả thỉnh Quảng Hồng đến để hướng dẫn tôi vào cảnh. Cảnh Long Dương vô cùng xinh đẹp, chẳng thua gì cả.